hơn 10.000 phiến quân ISIS đang hoạt động ở Trung Đông. Người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc Vladimir Voronkov vừa qua đã cảnh báo có hơn 10.000 tay súng ISIS đang hoạt động và di chuyển tự do theo từng nhóm nhỏ giữa Syria và Iraq, bất chấp lực lượng phiến quân này đã bị đánh bại từ 2 năm trước. Voronkov cũng cho biết phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng đã tập hợp lại và tăng cường hoạt động ở các quốc gia nói trên lẫn một số nước khác trong khu vực. Ông cho hay tại các khu vực không xảy ra xung đột, mối đe dọa dường như giảm trong ngắn hạn. Các biện pháp phong tỏa và hạn chế ngăn COVID-19 lây lan cũng dường như giảm nguy cơ tấn công khủng bố ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bởi những cá nhân được truyền cảm hứng trên mạng, rồi hành động một mình hoặc theo nhóm nhỏ có thể được thúc đẩy khi ISIS lợi dụng khủng hoảng COVID-19 để tuyên truyền. ISIS hiện đang tìm cách lợi dụng xung đột tại châu Phi, trong đó có Libya, để thúc đẩy quá trình cực đoan hóa khủng bố qua mạng ở châu Âu và tổ chức nhiều vụ tấn công tại Afghanistan để mở rộng tầm ảnh hưởng. ISIS hồi tháng 4 cũng tổ chức vụ tấn công đầu tiên ở Medivh và nhiều lần đấu súng với lực lượng an ninh của một số nước Đông Nam Á. ISIS nổi lên từ đầu năm 2014 sau khi đánh bại quân đội chính phủ Iraq ở một số thành phố quan trọng, sau đó tấn công sang miền đông Syria và có lúc kiểm soát khu vực với 10 triệu dân. Lực lượng chính phủ Syria cho Nga hỗ trợ và dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đã đánh bại ISIS khỏi các vùng lãnh thổ tổ chức này kiểm soát. Iraq hồi tháng 10 năm 2017 đã tuyên bố ISIS chính thức bị đẩy ra khỏi nước này. Dân quân người Kurd mở chiến dịch công phá thành trì cuối cùng của ISIS tại Banjul, Syria dưới sự yểm trợ của Mỹ. Chiến dịch kết thúc vào ngày 23 tháng 3 năm 2019. Lực lượng Dân chủ Syria SDF sau đó đã tuyên bố xóa sổ hoàn toàn ISIS khỏi Banjul. Đặc nhiệm Mỹ vào đêm 26 tháng 10 năm 2019 cũng tiêu diệt thủ lĩnh tối cao ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Tuy nhiên, sau đó 2 ngày, lực lượng ISIS lại tuyên bố đã có được thủ lĩnh tối cao mới.